Chào mọi người, cái vườn thanh long của mình hôm nay là ngày thứ 9 rồi. Thì mình kiểm tra xem là nó có ra rễ chưa. Nếu mà có ra rễ rồi thì mình sẽ phải bón phân với tưới thuốc cho nó. Dùng cây này đây, mình xem coi. Chưa, cái này là mình mới ghim thai thôi. Bạn thấy không? Nó ra rễ rồi. 4 5 rễ luôn. Đây, nó sâu xuống luôn rồi. Nó dài thòn lòn à. Đêm lại. Thì tính ngày là nó đã ra rễ rồi. Thì ngày mai mình sẽ phải tưới phân dưỡng rễ với xịt thuốc bình dây là ngày thứ 10 á. Rồi, cảm ơn các bạn.